Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang đến với bản tin thời sự đầu giờ trên kênh truyền hình Thông Tấn. Thưa quý vị, vào sáng nay ngày 13 tháng 4 tại làng chài Tân Thành, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra lễ hội thể thao âm nhạc biển và khởi động cho mùa du lịch biển tại thành phố Hội An. Lễ hội thể thao âm nhạc biển Tân Thành được tổ chức tại khu vực chợ phiên làng chài với 100 gian hàng đồ thủ công mỹ nghệ cùng với sự tham gia của 6 làng du lịch cộng đồng gồm đồng bào các dân tộc Cơ Tu, Vân Kiều, Tà Ôi đến từ các huyện miền núi Quảng Bình, Quảng Trị, Huế và Quảng Nam. Tại chương trình, các khách mời đã tham gia giải chạy gây quỹ hỗ trợ cho trẻ em câm điếc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với số tiền dự kiến quyên góp được lên đến 150 triệu đồng. Đây là chương trình lễ hội mở màn mùa du lịch biển với nhiều hoạt động thể thao, âm nhạc sôi nổi, góp phần thu hút du khách, quảng bá hình ảnh du lịch biển của thành phố Hội An. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam vừa phối hợp với Đại học Thái Nguyên tổ chức chương trình giao lưu tự hào ATK Điện Biên Phủ với sự tham gia của các nhân chứng lịch sử và đông đảo giảng viên, sinh viên đến từ các trường thành viên của Đại học Thái Nguyên. Tại chương trình, đại biểu và các sinh viên đã được ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng cách đây 70 năm, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vượt lên mọi khó khăn thách thức, đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của thực dân Pháp, dựng nên mốc son chói lọi trong dòng chảy lịch sử của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, đại biểu và các đại sinh viên đã được giao lưu trực tiếp với các nhân chứng lịch sử đã có những đóng góp trực tiếp góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Chương trình góp phần tuyên truyền và giáo dục lòng yêu nước, sự biết ơn của các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những ngày này, trên quê hương Tùng Ảnh ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, nơi sinh ra Tổng Bí thư Trần Phú, lại rộn ràng không khí thi đua lao động sản xuất chào mừng 120 năm ngày sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc. Tại khu mộ và khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú, nhiều người dân xã Tùng Ảnh và cán bộ phụ nữ, đoàn thanh niên, người cao tuổi đang tập trung dọn vệ sinh, đường làng thoáng sạch. Một không khí lao động với niềm tự hào được sống học tập và lao động trên quê hương Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái chủ trương này thì vì nó hợp với lòng dân cho nên được nhân dân vô cùng ủng hộ, từ già đến trẻ, từ trai gái già trẻ thì đều sẽ tham gia cả. Nhất là trong cái cuộc thi về tìm hiểu về sự thân thể sự nghiệp đồng chí Trần Phú vật đội mới thì quê hương Đức Thọ. Với niềm tự hào và vinh dự là quê hương đồng chí Trần Phú, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tùng Ảnh đang ra sức thi đua, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ với tinh thần phát huy ý chí Trần Phú, khát vọng Đức Thọ. Mỗi người dân quê hương Tùng Ảnh đều phát huy vai trò chủ thể trong công cuộc xây dựng những miền quê đáng sống. Đảng bộ Tùng Ảnh là quê hương của đồng chí Tổng Bí thư đã dậy lên các cái phong trào thi đua trong công tác xây dựng Đảng thì gắn với việc xây dựng chi bộ bốn tốt, đảng bộ bốn tốt thì lâu nay Đảng ủy chỉ đạo 18 chi bộ trên địa bàn xã tổ chức các cái sinh hoạt chuyên đề về Đảng ta thật là vĩ đại, rồi Tổng Bí thư Trần Phú người cộng sản kiên trung. Sau đợt phát động cao điểm chào mừng ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú, có 120 công trình phần việc được triển khai tại các xã, thị trấn. Ở cấp huyện có 3 công trình để gắn biển chào mừng kỷ niệm với tổng trị giá hơn 250 tỷ đồng. Tập trung vào tuyên truyền hệ thống tuyên truyền bằng băng cờ khẩu hiệu tuyên truyền trực quan ở trên tất cả các cái trục đường, tuyến đường để hướng về khu lưu niệm cung mộ của Tổng Bí thư và tổ chức các cái cuộc thi tìm hiểu về thân thế sự nghiệp của Tổng Bí thư Trần Phú và những đổi thay trên quê hương Đức Thọ. Phát huy truyền thống trên quê hương Tổng Bí thư Trần Phú, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Đức Thọ luôn tiên phong trong các phong trào xây dựng kinh tế xã hội. Đến nay, lĩnh vực nông thôn mới có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Mục tiêu của huyện Đức Thọ năm 2024 là xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Vào ngày 13 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế đã tổ chức hội thảo y khoa năm 2024 với chủ đề là xây dựng mô hình đa mô thức điều trị trẻ tự kỷ. Mô hình này được xây dựng trên cơ sở phối hợp đa ngành y học cổ truyền, y học hiện đại, tâm lý, giáo dục đặc biệt để chăm sóc và điều trị cho trẻ bằng các phương pháp y học cổ truyền. Ở Việt Nam hiện chưa có số liệu thống kê chính xác tỷ lệ tự kỷ trong cộng đồng.
Tuy nhiên, theo ghi nhận thì số lượng trẻ mắc tự kỷ ngày càng tăng và tự kỷ đang là một gánh nặng của gia đình và xã hội. Trẻ mắc tự kỷ không chỉ thiếu hụt các kỹ năng xã hội và hành vi ngôn ngữ, còn kèm theo các rối loạn khác như rối loạn tăng động, ăn uống, giấc ngủ, cảm xúc. Tại hội thảo xây dựng mô hình đa mô thức điều trị trẻ tự kỷ, nhiều chuyên gia bác sĩ về lĩnh vực tâm lý học và điều trị bệnh y học cổ truyền đã trao đổi về mô hình điều trị rối loạn phổ tự kỷ bằng y học cổ truyền, kết hợp công cụ đánh giá theo dõi can thiệp sớm, giúp cải thiện, giảm nhẹ rối loạn ngôn ngữ hành vi và giao tiếp, tập sửa lỗi phát âm kết hợp điện châm và vật lý trị liệu phục hồi chức năng, trị liệu ngôn ngữ, huấn luyện các kỹ năng giao tiếp sớm là những phương pháp điều trị bằng y học cổ truyền có hiệu quả cao. Trẻ càng được sớm phát hiện và điều trị thì hiệu quả càng cao, nhất là ở độ tuổi học nói từ 36 đến 74 tháng tuổi. Thưa quý vị, Công an thành phố Cần Thơ vừa bắt giữ Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1986, trú tại huyện Vĩnh Thạnh để điều tra về hành vi giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn không có nghề nghiệp ổn định. Tháng 3 năm 2023, người này lên mạng xã hội tìm mua trang phục công an nhân dân cấp hàm trung tá và thẻ ngành công an giả với giá là 1,6 triệu đồng. Và sau đó thì Tuấn mặc trang phục công an, chụp hình rồi đăng lên tài khoản TikTok cá nhân. Qua mạng xã hội thì Tuấn đã kết bạn làm quen và nhắn tin trò chuyện với một số người, nói mình đang học lên thạc sĩ ngành công an và cần tiền đóng học phí. Khi được nạn nhân chuyển tiền thì Tuấn đã chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng của nhiều nạn nhân. Tại nhà của Tuấn, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều giấy tờ giả như là căn cước công dân, giấy phép lái xe, thẻ ngành công an, hai khẩu súng hơi bắn đạn chì. Do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài từ tháng 12 năm 2023 đến nay, thì hàng trăm hộ dân trên địa bàn xã biên giới Bù Gia Mập ở huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đã bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Và đây là khu vực thiếu nước sinh hoạt nhiều nhất của tỉnh Bình Phước. Sự vào cuộc kịp thời của lực lượng chức năng địa phương và quân đội đã cấp nước miễn phí, giúp người dân tạm thời giải quyết khó khăn, ổn định đời sống trong mùa hạn. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Bù Gia Mập, đến ngày 12 tháng 4, địa bàn xã đã có gần 600 hộ thiếu nước sinh hoạt. Trước tình cảnh khó khăn này, từ cuối tháng 3, chính quyền địa phương đã phối hợp với Đoàn Kinh tế Quốc phòng 778, Đồn Biên phòng và Vườn Quốc gia Bù Gia Mập tổ chức cấp nước miễn phí, đảm bảo nguồn nước phục vụ đời sống sinh hoạt cho người dân. Việc này cũng nhằm để người dân có đủ nước sinh hoạt và không phải đi mua nước với giá cao. Mùa này giếng nước khô cạn hết nước. Được nhà nước, bộ đội cấp nước, tôi rất cảm ơn vì đã cấp nước sinh hoạt miễn phí đến gia đình tôi, cũng như người dân. Nếu không cấp nước sẽ rất khó khăn trong sinh hoạt gia đình. Đỉnh điểm từ tháng 3 đến nay, nhiều nguồn nước giếng đào, giếng khoan bị trơ đáy. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, người dân được cấp nước miễn phí đến tận nhà. Nhiều hộ gia đình đã không giấu được niềm vui khi phần nào giải quyết khó khăn, thiếu nước trong mùa khô hạn. Mấy tháng này trời khô hạn, nói chung thì nhờ nhà nước và xã cung cấp và quân đội cung cấp nước cho mà cũng đỡ. Toàn xã Bù Gia Mập có 1.776 hộ, tuy nhiên tới thời điểm hiện tại đã có gần 600 hộ thiếu nước. Để người dân có đủ nước sinh hoạt và không phải đi mua nước với giá cao, các đơn vị đã triển khai thực hiện xuyên suốt từ sáng đến chiều và không có ngày nghỉ. Ngoài cấp nước miễn phí, chính quyền địa phương còn liên tục tuyên truyền cho bà con nhân dân sử dụng nước tiết kiệm và hợp lý. Trời nắng khô hạn nên dân không có nước xài. Rồi nhờ xã, rồi mấy anh bộ đội hỗ trợ nước sử dụng trong thôn này. Tôi rất cảm ơn mấy anh và mấy cái chú bộ đội. Chúng tôi cũng đã phối hợp với Đoàn Kinh tế Quốc phòng 778, rồi các cái đồn biên phòng trên tuyến Bù Gia Mập, rồi vườn quốc gia, các lực lượng của xã tham gia, đó là đi lấy nước hỗ trợ cho bà con nhân dân. Hiện nay thì trên các cái sông suối ao hồ thì đã cạn, chúng tôi cũng phải tìm các cái nguồn nước, cũng phải nhờ các cái giếng nước mà hiện nay đang còn, rồi phải lấy ở các cái suối ở rất là xa để cấp nước cho bà con nhân dân. Bù Gia Mập là địa bàn có số hộ dân thiếu nước nhiều nhất của tỉnh Bình Phước. Đây còn là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới với tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số trên 73%. Đời sống người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Toàn tỉnh hiện có hơn 1.900 hộ thiếu nước sinh hoạt do nắng nóng kéo dài nhiều tháng liên tục.
Hiện nay, việc chủ động cung cấp nước sạch cho người dân thiếu nước không chỉ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân mà còn là tình người trong lúc gian khó, giúp người dân và đặc biệt là người nghèo vượt qua khó khăn, ổn định đời sống trong mùa hạn hán. Chuyển sang các tin tức quốc tế. Ngày hôm qua, Mỹ và Anh đã phối hợp hành động mở rộng lệnh cấm nhập khẩu một số mặt hàng kim loại của Nga nhằm làm giảm doanh thu của Moscow trong ngành công nghiệp này. Bộ Tài chính Mỹ cho biết lệnh cấm mới sẽ cấm nhập khẩu đồng, nickel và nhôm có nguồn gốc từ Nga và lãnh thổ Mỹ. Ngoài ra, lệnh cấm cũng giới hạn giao dịch ba kim loại này trên hai thị trường giao dịch kim loại ở London, Anh và Chicago, Mỹ, đồng thời hạn chế giao dịch trong các hợp đồng mua bán thẳng. Bộ Tài chính Anh đánh giá việc Anh và Mỹ cùng phối hợp hành động trên hai thị trường giao dịch kim loại lớn nhất thế giới sẽ chặn nguồn thu của Nga. Kim loại là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ hai của Nga sau năng lượng, dù giá trị xuất khẩu các mặt hàng này đã giảm mạnh trong năm ngoái xuống còn 15 tỷ đô la Mỹ so với mức 25 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc sẽ duy trì chính sách tiền tệ hạn chế với mức lãi suất ổn định ở 3,5% bất chấp lạm phát tăng. Và thông báo được Thống đốc Ngân hàng Trung ương nước này đưa ra vào ngày hôm qua, một bước đi được cho là gạt bỏ kỳ vọng về khả năng lãi suất sẽ giảm vào nửa cuối năm nay. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc giữ lãi suất chuẩn ổn định ở mức 3,5% lần thứ 10 liên tiếp kể từ tháng 1 năm ngoái. BOK cho rằng vẫn chưa đến lúc đưa ra khả năng cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm nay do cần có nhiều tiến bộ hơn trong nỗ lực giảm lạm phát để có thể hướng tới việc cắt giảm lãi suất. Chính sách lãi suất hiện tại ở Hàn Quốc ở mức cao nhất trong hơn 15 năm qua, khiến nhiều hộ gia đình phải gánh chịu lãi suất vay đắt đỏ, tiền lương thực tế giảm và những khó khăn kinh tế khác liên quan đến lạm phát. Theo cơ quan thống kê Hàn Quốc, lạm phát của nước này đã tăng 3,1% trong tháng 2 và tháng 3 vừa qua. Lạm phát tăng trở lại là do giá trái cây, trong đó có táo và các sản phẩm tươi sống khác ngày càng cao. Một nguyên nhân nữa là giá dầu thế giới tăng cao do rủi ro địa chính trị. Truyền thông quốc tế sáng nay đưa tin, nhà thiết kế thời trang lừng danh thế giới Roberto Cavalli đã qua đời ở tuổi 83 tại nhà riêng ở Florence, Italy sau một thời gian lâm trọng bệnh. Nhà thiết kế sinh năm 1940 tại một ngôi làng nhỏ ở Tuscany, Italy. Ông được coi là một trong những huyền thoại đem đến sự kiến tạo tuyệt vời trong thế giới thời trang. Roberto Cavalli là người đặt nền móng cho trường phái in họa tiết thiên nhiên và phun cát lên vải jean. Ngoài ra, ông còn là cha đẻ của phương pháp in trên da, khiến các thương hiệu lớn như Hermès và Pierre Cardin thấy ấn tượng và ứng dụng vào những sản phẩm của mình. Năm 1972, Roberto Cavalli trình làng một bộ sưu tập cá nhân và khai trương cửa hàng đầu tiên của mình. Vào giai đoạn 1980-1990, Roberto Cavalli đã bắt đầu được công nhận là một trong những thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới. Rất nhiều nhân vật trong giới thời trang đã bày tỏ sự tiếc nuối đối với sự ra đi của Cavalli, khẳng định những di sản ông để lại cho thế giới sẽ sống mãi với thời gian. Tang lễ của ông Roberto Cavalli sẽ được tổ chức tại Florence vào ngày 15 tháng 4 tới. Hãng Nike của Mỹ đang tăng cường quảng bá và đầu tư cho tiếp thị tại sự kiện Olympic Paris 2024 nhiều hơn bất cứ kỳ Thế vận hội nào trước đây. Chiến dịch quảng bá này nhằm phục hồi doanh số bán hàng đang sụt giảm và tăng sự cạnh tranh cho các đối thủ mới của hãng sản xuất đồ thể thao hàng đầu thế giới này. Tại buổi trình diễn mới đây, Nike đã vừa công bố 13 nguyên mẫu giày thể thao được phát triển gắn liền với hình ảnh của các vận động viên tại Olympic. Đi liền với đó là sự xuất hiện của các vận động viên chạy marathon hàng đầu thế giới trong trang phục Olympic do hãng thiết kế. Ngoài ra, Nike thông báo sẽ tài trợ đồ thể thao cho đội tuyển Canada, Trung Quốc, Kenya, Đức và Uganda, đội tuyển bóng rổ của Trung Quốc, Pháp, Nhật, Tây Ban Nha và các vận động viên nhảy breakdance của Hàn Quốc. Nike hy vọng việc quảng bá hình ảnh các vận động viên trong trang phục của hãng sẽ tạo được sự chú ý và lôi kéo thêm được nhiều khách hàng tới mua sắm. Đúng là chúng tôi có nhiều sự cạnh tranh, nhưng thay vì chăm chăm nghĩ về nó, chúng tôi sẽ tập trung tìm hiểu xem người tiêu dùng nghĩ gì và phản ứng ra sao. Trong quý 1 vừa qua, Nike chi tổng cộng 1 tỷ đô la Mỹ cho chiến dịch quảng bá sản phẩm, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãnh đạo của Nike cho biết kế hoạch tiếp thị của hãng tại Olympic sẽ là khoản đầu tư lớn nhất của hãng này trong nhiều năm, giúp kích thích nhu cầu tiêu dùng trên toàn cầu. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự đầu giờ trên kênh truyền hình Thông Tấn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.